Tưởng tượng một rắn san hô tuyệt đẹp, đầy ắp sự sống, cá đủ hình dạng và kích cỡ lượn lờ giữa những rắn san hô đầy màu sắc. Nhìn kỹ nhé! Kia kìa, nằm bất động dưới đáy biển là một con cá. Nó bị thương à? Bị bệnh sao? Không, nó đang diễn đấy. Đây là một chú cá thông minh da chết, chờ đợi để lừa con mới không ngờ tới. Đây là thế giới hấp dẫn của những loài cá da chết để sinh tồn. Những sinh vật xảo quyệt này đã phát triển một chiến thuật đáng kinh ngạc để qua mặt con mồi và đảm bảo bữa ăn tiếp theo của chúng. Hãy cùng lần sâu hơn vào thế giới của những nghệ sĩ lừa đảo dưới nước này. Vậy một con cá giả chết như thế nào? Tất cả là về diễn xuất bậc thầy. Những con cá này không chỉ đơn thuần là nằm yên, chúng thực sự nhập vai vào vai diễn của mình. Con cá, thường là một loại cá rô phi, sẽ tìm một điểm cát trên đáy đại dương. Chúng không chọn bất kỳ chỗ nào, mà phải là một nơi an toàn và kín đáo. Sau đó, nó nằm nghiêng, hoàn toàn bất động, bắt chước một con cá không còn sự sống. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng cao. Cơ thể nó trở nên mềm nhũn và hơi thở chậm lại đáng kể. Điều này giúp nó trông giống như đã chết thật sự, không để lại dấu hiệu nào của sự sống. Để hoàn thiện màn ảo ảnh, một số loài cá thậm chí còn thay đổi màu sắc, trở nên nhất màu để phù hợp với nền cát. Sự thay đổi màu sắc này là một phần quan trọng của chiến thuật ngụy trang. Chúng là bậc thầy ngụy trang trong thế giới dưới nước. Khả năng này không chỉ giúp chúng tránh được kẻ thù mà còn là một chiến thuật săn mới hiệu quả. Màn trình diễn công phu này hoàn toàn là để đánh lừa. Những con cá này đã phát triển chiến thuật này qua hàng triệu năm tiến hóa. Những con cá nhỏ hơn, những kẻ ăn xác thời tìm kiếm một bữa ăn dễ dàng, bị thu hút bởi con cá tưởng như đã chết. Chúng không hề biết rằng mình đang bị lừa. Chúng nào biết rằng mình đang bơi vào bẫy. Khi những con cá nhỏ đến gần, con cá giả chết sẽ bất ngờ tấn công, biến kẻ săn mới thành con mồi. Với một cú đốp nhanh như chớp, con cá giả chết sẽ bắt lấy con mồi của mình. Đây là một chiến thuật săn mồi hiệu quả và đầy bất ngờ. Sau khi bắt được con mồi, con cá sẽ nhanh chóng nuốt chửng nó. Chiến thuật này không chỉ giúp chúng có bữa ăn, mà còn tiết kiệm năng lượng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con cá sẽ trở lại hành vi bình thường, bơi đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là một minh chứng cho sự thông minh và khả năng thích nghi của loài cá. Chiến thuật da chết không chỉ là một cách để tránh kẻ thù mà còn là một phương pháp săn mồi hiệu quả. Nó cho thấy sự đa dạng và phức tạp của hành vi động vật dưới nước. Trong thế giới tự nhiên, ngụy trang và chiến thuật là những yếu tố quan trọng giúp các loài sinh tồn. Những con cá này đã hoàn thiện nghệ thuật da chết để trở thành những kẻ săn mồi thành công. Hãy tưởng tượng bạn là một con cá nhỏ, bơi trong đại dương rộng lớn và bạn thấy một con cá lớn nằm bất động. Bạn nghĩ rằng đó là một bữa ăn dễ dàng, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Những con cá lớn này đã học cách sử dụng sự lừa dối để tồn tại. Chúng không chỉ là những kẻ săn mồi, mà còn là những nghệ sĩ tài ba trong thế giới dưới nước. Chiến thuật da chết là một minh chứng cho sự thông minh và khả năng thích nghi của loài cá. Nó cho thấy rằng trong tự nhiên, sự sống còn đòi hỏi sự sáng tạo và khéo léo. Vậy lần sau khi bạn nhìn thấy một con cá nằm bất động trên đáy đại dương, hãy nhớ rằng có thể đó chỉ là một màn trình diễn tài tình của một nghệ sĩ dưới nước. Lợi ích của việc da chết rất rõ ràng. Trong thế giới tự nhiên, nơi mà sự sống và cái chết có thể chỉ cách nhau một tích tắc, việc da chết có thể mang lại lợi thế sinh tồn đáng kể. Đối với nhiều loài cá, đây không chỉ là một chiến thuật phòng thủ, mà còn là một phương pháp săn mồi hiệu quả. Đối với những con cá thông minh này, tất cả là về một cuộc tấn công bất ngờ và một bữa ăn dễ dàng. Khi chúng nằm yên trên đáy biển, chúng không chỉ tránh được sự chú ý của kẻ săn mồi, mà còn tạo ra một cái bẫy hoàn hảo cho con mồi của mình. Khi một nạn nhân không ngờ tới đen đủ gần, tin rằng mình đã tìm thấy một bữa ăn miễn phí, con cá chết bỗng chốc hành động. Với một sự bùng nổ năng lượng đột ngột, nó tóm gọn con mồi trong chớp mắt, không cho nạn nhân kịp phản ứng. Điều này không chỉ đảm bảo rằng con cá có được bữa ăn của mình, mà còn giúp nó tiết kiệm năng lượng quý báu. Đó là một chiến lược sinh tồn tuyệt vời trong một thế giới mà mọi sinh vật đều đang chiến đấu cho bữa ăn tiếp theo của mình. Trong môi trường khắc nghiệt của đại dương, nơi mà nguồn thức ăn có thể khan hiếm và cạnh tranh rất khốc liệt, việc giả chết giúp cá có thể tồn tại và phát triển. Chiến thuật này cho phép cá tiết kiệm năng lượng. Thay vì phải tiêu tốn năng lượng để đuổi theo con mồi, chúng chỉ cần nằm yên và chờ đợi. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường mà năng lượng là một tài nguyên quý giá. Thay vì đuổi theo con mồi di chuyển nhanh, nó kiên nhẫn chờ đợi thức ăn đến với mình.
Điều này không chỉ giúp cá tiết kiệm năng lượng, mà còn giảm thiểu rủi ro bị phát hiện bởi kẻ săn mới. Đó là một chiến lược tiết kiệm năng lượng thông minh trong đại dương rộng lớn. Trong một thế giới mà mỗi sinh vật đều phải đấu tranh để tồn tại, việc biết cách tiết kiệm năng lượng và tối ưu hóa cơ hội săn mới là một lợi thế không nhỏ. Những con cá này đã học được cách sử dụng chiến thuật da chết để biến mình tự con mồi thành kẻ săn mới, từ đó đảm bảo sự sống còn của mình trong môi trường khắc nghiệt của đại dương. Nhưng cuộc sống của một con cá chết không phải là không có rủi ro. Mặc dù da chết là một chiến lược săn mới hiệu quả, nhưng nó cũng khiến cá dễ bị tổn thương. Những kẻ săn mồi lớn hơn có thể coi con cá dường như đã chết là một mục tiêu dễ dàng. Rốt cuộc, một con cá không di chuyển chẳng khác nào không chống trả. Thành công của chiến thuật này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng diễn xuất của cá và sự ngây thơ của con mới. Nếu màn kịch không thuyết phục, hoặc nếu con mới cảnh giác, kế hoạch sẽ thất bại. Phần 5 không chỉ là một mánh khóe. Da chết không phải là mánh khóe duy nhất của những con cá này. Chúng còn được biết đến là những sinh vật rất thông minh và dễ thích nghi. Một số loài cá rô phi được biết là sử dụng công cụ, như đá, để đập vỡ vỏ sò. Những loài khác thể hiện các hành vi xã hội phức tạp, sống theo nhóm lớn với hệ thống phân cấp nghiêm ngặt. Khả năng học hỏi và thích nghi với môi trường của chúng là một lý do chính tại sao cá rô phi lại thành công ở nhiều môi trường sống khác nhau như vậy. Phần 6 nhiều hơn những gì bạn thấy. Thế giới của những loài cá giả chết để bắt mới là một ví dụ hấp dẫn về sự đa dạng và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của sự sống trong đại dương. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những sinh vật tưởng như đơn giản nhất cũng có thể sở hữu trí thông minh đáng ngạc nhiên và chiến lược sinh tồn phức tạp. Những loài cá này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về thế giới tự nhiên và làm nổi bật tầm quan trọng của việc tiếp tục nghiên cứu và các nỗ lực bảo tồn. Phần 7, thế giới của sự lừa đồi. Vương quốc động vật đầy rẫy những bậc thầy lừa dối. Từ côn trùng bắt chước lá cây đến chim giả vờ bị thương để bảo vệ con non. Giả vờ là thứ gì đó mà bạn không phải là một chiến thuật sinh tồn phổ biến. Ví dụ, mực nặng có thể thay đổi màu sắc và kết cấu của da để hòa lẫn với môi trường xung quanh, khiến nó thực tế vô hình đối với cả kẻ săn mới và con mồi. Những sự thích nghi đáng kinh ngạc này thể hiện sức mạnh của chọn lọc tự nhiên và mức độ mà các sinh vật sẽ làm để tồn tại trong một thế giới đầy thách thức. Phần 8. Tôn trọng sự khôn ngoan của tự nhiên. Khi chúng ta kinh ngạc trước sự khéo léo của những loài cá này, điều quan trọng là phải nhớ đến sự cân bằng mong manh của hệ sinh thái đại dương. Đánh bắt quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đều đe dọa sự sống dưới biển, bao gồm cả những diễn viên thông minh này. Bằng cách tìm hiểu thêm về những sinh vật hấp dẫn này và môi trường sống của chúng, chúng ta có thể giúp bảo vệ chúng và đảm bảo sự tồn tại của chúng cho các thế hệ mai sau. Phần 9 kết luận, nghệ thuật sinh tồn. Trong thế giới dưới nước, nơi nguy hiểm rình rập ở mỗi ngóc ngách, các sinh vật biển đã phát triển những kỹ năng sinh tồn đáng kinh ngạc. Những kỹ năng này không chỉ giúp chúng tồn tại mà còn giúp chúng phát triển mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt này. Những con cá giả chết đã hoàn thiện nghệ thuật sinh tồn thông qua sự lừa dối. Chúng có thể nắm bắt đồng hàng giờ, thậm chí hàng ngày, để tránh bị săn đuổi hoặc để dụ dỗ con mồi không ngờ tới. Khả năng bắt chước các vật thể vô tri vô giác là một trong những chiến lược sinh tồn hiệu quả nhất. Những con cá này có thể thay đổi màu sắc, hình dạng và thậm chí cả hành vi của mình để hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Dụ dỗ con mồi không ngờ tới vào tầm tay của chúng là một nghệ thuật mà chỉ những sinh vật thông minh và khéo léo mới có thể thực hiện. Những con cá này không chỉ là những kẻ săn mồi tài ba mà còn là những nghệ sĩ thực thụ trong việc lừa dối. Sự tiến hóa đã ban tặng cho chúng những khả năng đặc biệt này. Qua hàng triệu năm, các loài cá đã phát triển những chiến lược sinh tồn phức tạp và đa dạng, từ việc da chết đến việc ngụy trang hoàn hảo. Vì vậy, lần tới khi bạn nhìn thấy một con cá dường như không còn sự sống dưới đáy đại dương, hãy nhớ rằng nó có thể đang thực hiện một trong những chiến lược sinh tồn phức tạp nhất của mình. Hãy quan sát kỹ hơn, bạn có thể phát hiện ra những chi tiết tinh tế mà mắt thường khó có thể nhận ra. Những con cá này có thể đang chờ đợi thời cơ để tấn công hoặc để tránh bị săn đuổi. Nó có thể đang trình diễn màn trình diễn của cả đời. Một màn trình diễn mà chỉ những người quan sát tinh tế mới có thể nhận ra và đánh giá cao. Còn những kỹ thuật sinh tồn đáng kinh ngạc nào đang ẩn giấu beneath the waves? Đại dương là một thế giới đầy bí ẩn và những điều kỳ diệu đang chờ đợi chúng ta khám phá. Đại dương chứa đầy bí mật đang chờ được khám phá. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá những điều kỳ diệu của thế giới dưới nước và tìm hiểu thêm về những chiến lược sinh tồn độc đáo của các sinh vật biển.